Xin chào các bác đã quay trở lại với video của Đồng hồ Duy Định Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm Và trong video ngày hôm nay Duy Định cũng có thanh lý cho anh em Rất nhiều những mẫu sản phẩm có giảm giá cực sâu Và các bác nên quan tâm đến cái video trong ngày hôm nay Duy Định giảm giá cực tốt cho anh em với Ở đây có 9 mẫu sản phẩm mà Duy Định muốn chia sẻ về cho anh em với một mức giá hợp lý nhất và như bên em cũng có mức giá hợp lý bao thị trường cho anh em rồi. Và tuy nhiên trong video này em sẽ giảm sâu thêm và cũng như là cập nhật thêm cho anh em giá và một số cái mẫu sản phẩm có thông số cực kỳ tốt trong video này và muốn chia sẻ lại cho anh em. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với từng mẫu sản phẩm trong video này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến một, một sản phẩm mà dự định đánh giá cao nhất trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một phiên bản thuộc dòng Orange Star với bản Elegant đây là một trong những cỗ máy mà mang một cái phong cách thiết kế rất giống những cái dòng cao cấp của thụy sĩ và với cái dòng này thì nó cho chúng ta một cái thiết kế nó cũng khá là sang trọng cổ điển và giữ được cho chúng ta một cái bản máy đời cao mang một cái thương hiệu cao cấp nhất của dòng Orange star uh, với cái dòng uh, bản 50 giờ cót hiện tại thì bản này nếu mà anh em có tiền cũng chưa chắc mua được một cỗ máy mới và tuy nhiên trong video ngày hôm nay dự định cũng có chia sẻ lại cho anh em với một cỗ máy lướt và mức giá thì rất là hợp lý. Uh, chiếc này thì với một cái form size nó phục vụ cho anh em chu vi cổ tay nhỏ các bác nhé. Chiếc này sẽ có mã số là D151 và mã là REAU0003L00B. Chiếc này thì form size mặt số của nó đâu đó dưới 40. Size mặt số chỉ có 385 thôi. Phục vụ cho anh em cổ tay nhỏ tầm khoảng từ uh, 14 đến 17 trở lại các bác chơi. Chiếc này thì rất là đẹp. Nó kết hợp với dây da này dây da, thân vỏ của chúng ta sẽ được VD uh, PVD. Uh, chiếc này thì đi kèm với khóa bướm chống gãy dây, bản cao cấp nhất của dòng Oren thì với một cái thiết kế ở uh, dây da khóa bướm thì chiếc này tình trạng khoảng 99%. trăm uh, về phần khóa rất đẹp. Và về phần dây của chúng ta thì gần như chưa có dấu hiệu sử dụng nhiều, rất là đẹp. Bên trong thì sẽ có một cỗ máy đến từ nhà Oren Star, khóa có logo À, về thân máy mặt sau thì chiếc này gần như mới anh em nhé gần như mới còn nguyên siêu uh, nino của Oren với tem chính hãng ở đây rồi và với cỗ máy của chiếc này thì dự định đang giao lưu các bác mức giá giảm nhiều anh em nhé chiếc này thì về với mức giá hợp lý là 6 triệu 8 tuy nhiên thì em giảm cho anh em trong video ngày hôm nay chúng ta chỉ còn một cái mức giá là 6 triệu 500 ngàn 6 triệu 500 ngàn giảm thêm cho anh em và nếu các bác quan tâm đến mẫu sản phẩm này trong video thì có thể Uh, liên hệ với dự định qua số hotline. Ở uh, trên này thì nó có một cái hay đó chính là bản uh, đời cao với 50 giờ cốt. Ngoài ra thì nó có một bộ kính sapphire chống sức tuyệt đối và có phủ đời chống nóa rất là trong trẻ. Ở trên mặt số với màu sắc mặt số đó chính là màu xanh than rất đẹp. Dây da mỏng mềm mại, có dập vần cá sấu. Uh, với bản này thì anh em uh, gần như là không có thể mua được máy mới nữa rồi. Và hiện tại thì uh, duy định cũng có một chiếc máy lướt để phục vụ cho anh em nhu cầu tài chính vừa phải mà vẫn chơi được một dòng cao cấp của dòng Oran nói chính là Oran Star đó là chiếc đồng hồ đầu tiên ở cùng với đó thì chúng ta cùng tìm hiểu với sản phẩm số 2 đi ờ, chiếc số 2 cũng vẫn là một chiếc máy lướt anh em nhé máy lướt ở ờ, trong video này chỉ có hai chiếc máy lướt thôi mức giá hợp lý cho các bác quan tâm và sản phẩm số 2 chúng ta sẽ có một chiếc thuộc dòng Seiko Open Heart bản màu của chiếc này thì chảy tia cực kỳ đẹp chiếc này thì có mặt màu xanh dương chảy tia sunburst này xanh blue này và bản này có dạ quang siêu sáng các bác nhé. Một trong những phiên bản dạ quang của dòng SCV cực kỳ tuyệt vời. Chiếc này là form size 42. Cho anh em cổ tay lớn một chút thì chơi chiếc này sẽ đẹp hơn. À, với mã số của đồng hồ di định D186, form size 42. Tên là SCV051. Chiếc này thì có lộ cơ ở vị trí góc 9 giờ. Và nó thuộc một cái đầu máy đời cao của Seiko, máy 4R38. tám. À, nếu mà anh em chơi chiếc này thì mức giá rất là hợp lý. À, em sẽ giảm cho anh em chiếc này 200 chỉ còn là 3 triệu rưỡi anh em nhé 3 triệu rưỡi dành cho một cỗ máy của Seiko và phiên bản Open Heart này chiếc này thì trang bị đầu máy 4R có hỗ trợ có tay đây rồi em đang lên có tay để cho nó chuyển động đây và sẽ có thêm tính năng hacking stop là dừng kim dây khi chỉnh giờ này uh, à, rút chỉnh ra thì kim dây nó sẽ dừng lại à, và với phiên bản này chúng ta có độ mới khoảng 98% rất là đẹp full box anh em nhé đầy đủ hộp sổ mặt màu xanh dương dạ quang siêu sáng dây đúc này dây đúc còn rất đẹp và mới khóa hai bên chúng ta sẽ có khóa hai lớp khóa hai lớp là khóa chống bung của Seiko này dòng sport nó sẽ có khóa này còn về mặt sau chúng ta sẽ có một cỗ máy đến từ Seiko là 4R38A có 24 chân kính chống nước là 100m bản made in Japan nhật nội địa chiếc này thì chia sẻ cho anh em với mức giá là 3 triệu rưỡi giá đã giảm rồi và hiện tại thì các bác tìm hiểu đến những mẫu sản phẩm trong video này thì mức giá cực kỳ tốt phải nói là giá đã tốt rồi mà em còn giảm nữa thì gần như là giá ở vốn nên các bác có thể cân nhắc nếu mà quan tâm sản phẩm nào cứ liên hệ với duy điện để được tư vấn nhé đó là hai sản phẩm lướt trong, uh, duy nhất trong video này và chúng ta cùng đến với tìm uh, hiểu với một cái dòng Allan Star cao cấp tiếp theo chiếc này thì nó là một cái phiên bản uh, dòng cao cấp của Allan Star giống với chiếc đầu tiên tuy nhiên thì nó thuộc một cái phân khúc là dòng open hất dòng Open Hood uh, mang lại cho chúng ta một cái thiết kế lộ cơ ở vị trí góc 9 giờ cũng rất là đẹp và mang lại cho chúng ta được cái độ sang trọng và độ tò mò khi các bác nhìn vào những chi tiết máy bên trong. Ở uh, trên này thì nó có một cái độ đẹp nữa đó chính là màu xanh lục bảo được thể hiện trên mặt số với những cái đường nét chảy tia rất đẹp và phần cọc số góc 12 giờ được mạ vàng, kim dây mạ vàng, uh, kính sapphire có phụ AR chống nóa rất là trong bản này thì sẽ có một cái form size là 393 ba Phục vụ cho nhau của tay nhỏ các bác nhá, Của tay nhỏ tầm đâu đó khoảng 14 đến 18 trở lại thôi Và phần trước này thì sẽ có tình trạng là máy mới 100% dây đúc này Kính sapphire này, máy đời cao này Bản máy đời cao thì trước này nó có khả năng chữ con đến tới 50 giờ Bác có thể nhìn thấy góc 12 giờ Và khi anh em lên có tay Cái kim báo năng lượng góc 12 giờ nó sẽ Dịch chuyển dần lên đến con số 50 và khi các bác đeo nhiều nó cũng tự động chuyển lên tự động nạp cót cho anh em ở chiếc này thì với tình trạng máy mới 100% tuy nhiên thì giá giảm kịch sàn cho anh em chiếc này thì ngày thường ở trước đây thì em đang có về cái mức giá khoảng 7 triệu rưỡi tuy nhiên thì trong video này thì giảm thêm cho anh em mức giá chỉ còn là 7 ,2 triệu 2 và sản phẩm của chúng ta vẫn có một cỗ máy đời cao được trang bị cái đầu máy F6 của Orange là đầu máy F6 R4 ấy. mặt sau thì sẽ có tem này thân máy thì được đánh vân xoáy rất đẹp máy in house của dòng star khả năng kháng nước là 100m chiếc này thì full option không thiếu một cái tính năng gì cả và độ sai số của dòng cao là dòng orange star nó rất tốt nó chỉ dao động quanh 10 giây thôi anh em nhé còn nếu mà cái phân khúc của các bác thấp hơn thì nó vẫn có full option tuy nhiên thì máy uh, thấp tiền hơn thì nó cái độ ổn định và sai số nó sẽ cao hơn một chút tuy nhiên thì trong khoảng dao uh, động cho phép của hãng tối đa là khoảng 35 giây một ngày là cái độ sai số tối đa nếu mà ngoài cái độ sai số đó thì nó sẽ là một cái phiên bản máy chúng ta cần phải bảo dưỡng trước à, vừa rồi thì giao lưu anh em mức giá là 7 ,2 triệu 2 giá đã giảm rồi à, sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng với một sản phẩm số 4 vẫn là máy mới 100% phần trăm tình trạng máy mới anh em nhé và tất cả đồng hồ tại đợi, đồng hồ duy định đều đủ hộp sổ cho anh em không có một chiếc nào thiếu hộp cả nên các bác yên tâm rằng khi mua hàng sẽ đầy đủ hộp sổ và trong video này thì em để trong khay tiện review cho anh em nó dễ hơn. Chiếc này thì với một cái phiên bản đến từ nhà Orange Symphony. Bản này sẽ được uh, sản xuất và nó ráp tại Nhật với mã số tác nhật RNAC0F01B. Chiếc này thì giao lưu với anh em mức giá rất là tốt. Với mẫu sản phẩm chỉ có là 3 triệu 6 thôi. 3 triệu 6 của chúng ta sẽ có những gì? Uh, về form size, chiếc này là size 41. Phục vụ cho anh em cổ tay từ miền Nam đến 17. Và với sản phẩm của chúng ta vẫn có một cỗ máy F6 đời cao, có 3 kim một lịch, máy cơ tự động, có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim. À, đó là đầy đủ các cái tính năng cho một cỗ máy đời cao rồi và mức giá nó chỉ 3 triệu 6. Thay vào đó thì nó sẽ có một bộ kính khoáng cứng, một bộ dây thép không gì và toàn bộ thân vỏ thì vẫn được hoàn thiện khá tốt thì từ nhà Oren. À, bộ khóa bấm mở hai bên của Oren có logo. Về thân máy thì sẽ có một đầu máy F6722, 22 chân kính, bản nhật nội địa, khả năng kháng nước lên tới 5 m à 50 m các bác nhé, 53 là 50 m ấy. Chiếc này thì với một cái thiết kế đơn giản và cũng có một cái độ nam tính cực kỳ cao với mặt màu đen nì. Và chúng ta sẽ có 3 kim một lịch, phần kim và cọc số cũng được đánh phai bóng, phản chiếu ánh sáng rất tốt. Máy thì máy cơ đồi cao có hỗ trợ có tay đây. Có cả có tay ở vị trí núm chỉnh này và chúng ta sẽ có là hacking stop là dừng kim dây khi chỉnh giờ nữa rất là tuyệt vời cho anh em trong tầm giá này 3 triệu 6, 6 mà có một cỗ máy ở đời rất là cao như thế ờ, thì uh, các bác cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này thì đối với sản phẩm này như dự Định vừa chia sẻ rồi nó cũng có đủ option cho anh em chơi tuy nhiên thì với máy tầm trung thì cái độ sai số của nó sẽ cao hơn với những cỗ máy cao cấp hơn như Orange Star nó là dòng cao cấp, độ sai số nó sẽ tốt hơn à, Với sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mẫu Seiko Chiếc này thì vẫn là một cái dòng lộ cơ OpenHeart à, Duy định thì thực sự là cũng rất là nhiều những cái mẫu nội tin, nội cơ Cho phục vụ cho anh em chơi Và với những cái sản phẩm này là dễ chơi nhất rồi Không quá cầu kỳ, không quá phức tạp Và vẫn giữ một cái nét là cơ khí Mang lại cho chúng ta có thể có một cái sự tò mò khi sản phẩm trên mặt số nó có một ô cửa sổ lộ cơ. Chiếc này thì mang một cái phong cách vẫn là open hết giống với chiếc uh, máy lướt ở số 2. Giống với chiếc máy lướt này. Tuy nhiên thì uh, với sản phẩm mặt đen này dự định có máy mới 100%. Chiếc kia thì giảm giá cho anh em còn 3 triệu rưỡi rồi. Uh, giao lưu với anh em chỉ 4 ,2 triệu 2 thôi. Giảm kịch sàn rồi. Vì uh, chiếc mặt màu xanh dương kia dự định đã giảm cho anh em còn 3 triệu rưỡi. Nói chung là hai chiếc này thì độ mới tương tự như nhau. Ở chiếc này thì máy mới 100% nguyên siêu này. Chiếc kia thì lướt 99 gần như là khách hàng có cái đết sử dụng mới mua được vài tháng rồi anh em nhé. Còn về cỗ máy thì chúng ta vẫn có một cái đầu máy 4R38 đây, 24 chân kính này, khả năng kháng nước 100 m khá thoải mái. Đối với Seco thì họ vẫn sử dụng một bộ kính Halex đến từ nhà Seco, kính chống xước chống vào đầu khá tốt, chỉ xếp sau kính Sapphire thôi. Ở tuy nhiên thì trong tầm giá này chúng ta có một cái bộ kính cũng đáng rất trân trọng, không như oran thì họ vẫn trang bị kính thường kính khoáng cứng đối với cái đầu máy tầm trung thôi còn đối với Seiko thì họ tạo riêng là một cái, cái bộ kính mà nó tạo nên cái thương hiệu của Seiko đó chính là kính hai lách à với sản phẩm tiếp theo nó cùng phân khúc anh em nhé chiếc này thì cùng phân khúc này à cùng phân khúc tuy nhiên thì cái thiết kế nó khác một chút chiếc này thì sẽ có thiết kế là ba kim hai lịch chiếc vừa rồi thì nó sẽ có một cái thiết kế uh, cho các bác có chính là lộ cơ open heard. đó Chiếc vừa rồi là lỗ cơ còn lại về form size thiết kế các thứ như nhau hết thông số như nhau và độ ngon giá ngon như nhau cả ở chiếc này thì uh, duy định cũng có một cái thiết kế mặt trắng đường y vàng sang trọng hơn so với phiên bản vừa rồi ở chiếc này thì thường thì vàng nó sẽ có mức giá cao hơn ở tuy nhiên thì duy định sẽ có để lại cho nhau mức giá hợp lý nhất rv 004 chiếc này thì bên, thường bên em đang có mức giá là 4 triệu rưỡi tuy nhiên thì trong video này giảm thêm cho nhau chỉ còn 4 ,2 triệu 2 Uh, vẫn bao ship cho anh em tận nơi về thiết kế sẽ là form size 42 này máy cơ đời cao 4R36 3 kim 2 lịch và em sẽ lên có tay cho anh em như thông thường uh, chiếc này máy cơ tự động có hỗ trợ có tay có cả rừng kim uh, rất là đáng chơi chiếc này dạ quang cực kỳ sáng kính hát dây đúc có hai chỉ đường mi vẫn là khóa hai lớp khóa chống bung đấy khóa hai lớp có logo của Seiko còn về cỗ máy thì chúng ta vẫn có một cỗ máy 4R36 của Seiko với khả năng kháng nước là 100m, máy cơ tự động, bản made in Japan nhật nội địa, mà sao còn tem của Seiko. Ở chiếc này form size 42 cho anh em cổ tay từ 15 đến 18 trở về. thân vỏ thì cũng được thiết kế đánh phai bóng rất là sang trọng. giao lưu với các bác chiếc này mới full hộp sổ là 4 triệu 2 bao ship anh em nhé. Thực sự là trong cái video này toàn mẫu ngon, giá ngon giảm hết nấc cho anh em luôn à, với sản phẩm tiếp theo chúng ta vẫn có một cỗ máy đến từ Seiko tuy nhiên thì cỗ máy này nó sẽ cao cấp và xịn sò hơn à, chiếc này thì sẽ có một phong cách thiết kế lộ cơ Open phần hớt như bao chiếc vừa rồi tuy nhiên nó có hai cái thiết kế mà anh em đáng chú ý à, thứ nhất là một thiết kế mặt trắng kim xanh này mà số có những cái điểm nhấn màu xanh rất đẹp và chúng ta cũng có một ô cửa sổ lộ cơ góc 9 giờ à, kim xanh bộ ba kim màu xanh anh em nhé xanh blue rất là bắt sáng và khi các bác ra ngoài ánh nắng nó hát sáng tốt hơn và cái điều thứ hai chiếc này sẽ có một bộ kính sapphire chống sức tuyệt đối luôn kính sapphire chống sức hoàn toàn có phủ AR chống nóa rất là trong và bảng máy của chúng ta vẫn là Mỹ Japan đây nhật nội địa form size thiết kế thì size là size 42 dây đúc này dây này rất giống với Orange Star dây đúc khóa vẫn là khóa bấm ở hai bên của Seiko thân máy thì với một cái đầu máy cao cấp hơn có thiết kế búa băng vàng, vàng rồi Seiko Tham Corporation chống nước vẫn là 100m bản Min Mi Japan mặt sau có siêu ni anh em nhé nên nó hơi mờ một chút các bác nổ siêu là nó mới nguyên bản 100% chiếc này thì về tình trạng nó vẫn là máy mới 100% rồi về cái phiên bản Seiko Preset nó sẽ là cao cấp hơn bản máy thường một chút thôi có kính sapphire và nó có núm chỉnh logo chữ F thân vỏ thì rất là đẹp và nam tính bản này thì phục vụ cho anh em size to Sai tay tầm khoảng từ uh, 16 đến 18 Hoặc là 19 cũng có thể chơi được Càng của chiếc này thì khá là to Máy mới này Thân vỏ càng nó sẽ đẹp như thế này Cực kỳ khỏe Đánh phay xước không Đó là cái sản phẩm uh, tiếp theo của nhà Seiko Đầu máy 4R38 uh, Với sản phẩm tiếp theo chúng ta vẫn có một chiếc nộ cơ Open heard. Chiếc này thì phải nói là ngon nhất Trong dòng uh, nhà Oren Uh, chiếc này thì chắc là không quá xa lạ với nhiều anh em rồi chiếc này là cái phiên bản Orange Golden Eye Golden Eye với phiên bản thiết kế thế hệ thứ hai rồi chiếc này tại sao dự định lại nói nó là phiên bản ngon nhất uh, vì nó có full option mà mức giá chỉ hơn 4 triệu uh, và giá của chiếc này thì đang là 4 triệu 8 Duy định sẽ giảm cho anh em mức giá là 4 triệu 6 4 triệu 6 đối với phiên bản là Orange Golden Eye 2 mặt màu xanh dương trải tia quá đẹp và vẫn có một ô cửa sổ nụ cơ cọc số được đánh phay bóng kim đô phin góc 12 giờ có cọc số là mã kính sapphire chống xước tuyệt đối anh em nhé và vẫn có một bộ dây thép đúc này thép không dỉ 316L với những cái mắt nhỏ chiếc này thì phục vụ cho anh em cổ tay nhỏ thôi sai nó đâu đó là sai mặt 38.5 ờ, phục vụ cho anh em chu vi cổ tay tầm khoảng từ 14 đến 17 trở lại tay to hơn thì các bác nên tham khảo sang bản khác chiếc này thì vẫn là thân vỏ đánh phay bóng này dây đúc này rất đẹp vẫn là khóa của Oren, khóa bấm mở uh, mở hai bên này khóa gập mở hai bên còn về đầu máy thì chiếc này cũng có một cái đầu máy khá ngon đó chính là đầu máy F6T22 có 22 chân kính chống nước 53 thép không dỉ rồi đó đáy hở và full option như vậy mà chiếc này duy định uh, giảm giá cho anh em chỉ còn là 4 triệu sáu bốn triệu sáu cho một chiếc golden eye uh, phiên bản này vẫn là mới full hộp sổ anh em nhé bao ship cho cái sản phẩm golden eye này đó là cái sản phẩm uh, được duy định đánh giá là ngon bồ rẻ và đẹp nhất của dòng orange size nhỏ uh, sản phẩm cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với một chiếc Seiko Preset. chiếc này phải nói là cái độ hoàn thiện uh, duy định đang uh, có một cái sản phẩm mà anh em có thể uh, tìm hiểu cái sản phẩm này nó thì vẫn là một cỗ máy 4R có kính sapphire có dây đúc tuy nhiên có một cái độ ngon ờ, sau đây em sẽ zoom gần hơn để cho các bác có thể tìm hiểu được chiếc này nó có một cái mặt số này các bác có thể nhìn được cái mặt số của nó là vân nhám thuộc dòng Gen Garden tập trung rất nhiều vào cọc số và phần mặt đều các bác có thể nhìn thấy được cọc số được uh, phủ nhũ đánh nhám rất đẹp bo viền và mặt đeo thì sẽ có một mặt đeo nhám hay gọi là mặt vân cát. Bộ kim là kim lá liễu, kim dây với tông màu xanh blue rất đẹp đây. Xanh blue trôi rất là mềm mại. Chiếc này thì nó có thiết kế là kính sapphire vòm nữa cơ. Sapphire vòm như thế này. Đó, chiếc này phải nói là quá ngon cho các bác trong tầm giá. Chiếc này thì duy định chia sẻ cho anh em mức giá rất là hợp lý thôi. Bản này thì bình thường đang có mức giá là 7 ,2 triệu 2. Tuy nhiên thì trong video này dự định sẽ giảm cho anh em thì còn 6 triệu 8. 6 triệu 8 anh em nhé. Còn về form size thì chiếc này là form size 415. Phục vụ cho anh em cổ tay từ 15. Năm. 415 năm nhưng mà cái càng của nó khá ngắn. Càng cụt, uh, càng gãy này. Ôm tay. Dây thì dây đúc. Bản dây thì size nhỏ. Uh, cho anh em cổ tay từ 15 đến 18 cũng có thể chơi được. Kính xa máy 4R36. Uh, em xin lỗi là máy 4R35. Có một ô lịch uh, lọc góc 6 giờ. Quá đẹp. 12 giờ sẽ là logo Seiko Preset. 6 giờ là ô lịch lọc và bản miên Japan. Uh, có một cái hay nữa. Chiếc này thì đang được trang bị là khóa bướm trên dây kim loại. Rất là ít gặp. Thường thì bản Seiko Preset đời mới nó mới có. Khóa gập hai bên vào và được gọi là khóa bướm trên dây kim loại. Chiếc này thì có búa văng vàng máy 4R35B. 23 chân kính. Khả năng kháng nước của sản phẩm đó chính là 30 m rất là thoải mái anh em có thể đi mưa rửa tay sinh hoạt hàng ngày rồi không vấn đề gì cả vì độ trúng nước à, kính sapphire stainless và thép không gì bản mỹ in japan máy 4 r 35 cũng có khả năng kháng từ seco đó, full option cho chiếc này máy đời cao thì chắc chắn nó sẽ có hỗ trợ có tay có cả rừng kim và có logo chữ S trên núm chỉnh là dòng cao cấp của Seiko Puget. Bản này nó cao cấp hơn cái bản 4R38 này anh em nhé. Cao cấp hơn một chút. Vẫn là dòng Seiko reset tuy nhiên thì nó thuộc cái dòng uh, phân khúc cao hơn, có dây đúc này, dây mắt nhỏ và có tập trung vào cái mặt đeo nó là cái dòng gen Garden. Uh, với sản phẩm uh, Seiko cuối cùng này, dự định giao lưu với anh em mức giá là 6 triệu 8 thôi, 6 triệu 8 để cho các bác quan tâm và bên em sẽ bao chip hết. Chiếc này thì vẫn là máy mới 100% rồi, quá ngon cho anh em trong tầm giá và các bác quan tâm thì liên hệ với dự định qua số uh, em để góc trái lên rồi các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin zalo cho em để được tư vấn và hỗ trợ rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video sau và video sau thì em cũng có một cái nô cập nhật giá cho anh em giá tốt như này nữa các bác quan tâm thì sẽ quay trở lại vào video sau và bên em có tất cả những cái thương hiệu đến từ nhật bản như orangeco hoặc citizen các bác quan tâm đến mọi sản phẩm nào có thể gọi điện cho em nhắn tin em sẽ tư vấn cho các bác đầy đủ về mức giá đầy đủ về thông số và nó có phù hợp với cổ tay của các bác hay không thì các bác có thể nhắn tin cho em nhé đó là cái chia sẻ và nếu anh em nào yêu thích thì ủng hộ duy định cho duy định một cái subscribe like kênh thực sự thì uh, duy định cũng bán đồng hồ khá lâu rồi uh, trong thời điểm vừa rồi thì cũng có bị uh, mất một cái kênh youtube và em đang làm lại uh, thế nên là trong thời điểm hiện tại nhiều anh em thân thiết đã uh, không tìm thấy cái kênh youtube của duy định thì đây là kênh mới các bác quan tâm thì có thể uh, đăng ký kênh, like, share video để truyền uh, tải đến cho những anh em chơi đồng hồ cơ khác. Rất là cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.